Ở cái độ tuổi nào thì con chuẩn hương nó phát triển nhanh nhất và tốc độ vứt phát nhiều nhất? Thì thông thường á, là chúng ta thấy chồn hương mà nó từ khoảng 3 tháng đến tầm khoảng 5 tháng, 6 tháng tuổi. Đây là cái giai đoạn mà rất là quan trọng trong cái việc mà nó phát triển về thể chất cũng như là cái kích cỡ của từng con. Thế thì trong cái giai đoạn này á, là thức ăn vô cùng quan trọng, đặc biệt là ngoài các cái chế độ ăn thông thường ra đấy, thì chúng ta cần phải bổ sung thêm các cái vitamin và khoáng chất cho nó. Khi mà con tròn nó ăn uống đầy đủ và được hấp thu đầy đủ các cái loại vitamin và khoáng chất ấy, thì nó rất là nhanh nhẹn và nó năng động, chứ không phải là như những con tròn bình thường mà nó ăn ít rồi nó thường nó hay nằm nó ủ ê. Như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ phát triển và chúng ta nhìn thấy nó lớn lên từng ngày. Đối với lại tròn 2 tháng tuổi ấy, thì nó khó nuôi hơn, đặc biệt là đối với những người mới. Bởi vì trong cái giai đoạn này thì thường là nó sẽ hay có những hiện tượng như là liệt chân này. Đó. Rồi nó bị ăn uống nó yếu đi ấy. Ví dụ như trong một đàn mà 4 con đi mà chúng ta thấy nó ăn ít hơn, những con kia nó giành ăn, con này không giành được thì bắt đầu nó sẽ tụt lùi, không phát triển nữa. Và trong cái giai đoạn vàng từ 3 đến 5 tháng tuổi là giai đoạn rất là quan trọng. Nếu như trong giai đoạn này mà chúng ta không bứt phá được cho con tròn lên ấy, thì nó sẽ phát triển còi cọc và nó dẫn đến là một con kém chất lượng đi. Chúng ta sẽ không thể là nuôi để làm giống sinh sản được. Nên là bà con lưu ý, bắt đầu từ giai đoạn từ 3 tháng tuổi trở đi ấy, là cái giai đoạn tuổi vàng ấy, 3 đến 5 tháng, 6 tháng. Đó. Thì cái chế độ ăn, nếu như chúng ta có thời gian ở nhà đấy, thì có thể chúng ta duy trì 3 hoặc 4 bữa ăn trong một ngày cũng được. Thì cái thức ăn ấy gồm có chuối này và tất cả các loại động vật. Đó. Thì buổi sáng này thì chúng ta có thể là cho ăn chuối này. Xong đến tầm 9 giờ bắt đầu chúng ta sẽ cho ăn một lần nữa. Và đến 2 3 giờ chiều rồi đến tầm tối chúng ta cho ăn như vậy. Thì đảm bảo là con tròn lúc nào cái bụng nó cũng no. Và chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta gộp 2 3 ổ lại là một ấy, là nó rất là năng động. Nó ăn thì nhiều khi chúng ta đưa ra khẩu phần ăn mỗi con đủ một miếng rồi nhưng mà vẫn tranh nhau, vẫn giành nhau ăn đấy, như bà con xem trong video này này đó. Thế nếu như vậy thì những cái con nào mà nó ăn uống mà nó kém thì rõ ràng nó sẽ thụt lùi. Thế còn những con nào mà ăn háu ăn là những con đó nó sẽ vượt trội đó. Thì khi mà chúng ta 2 tháng tuổi chúng có thể chúng ta nhập đàn, nhưng mình bắt đầu khoảng sang đến tháng thứ tư hoặc là 3 tháng rưỡi rồi là bắt đầu chúng ta nên tách bớt ra, chứ không để thưa quá, không để dày quá. Ví dụ là tầm khoảng 2 con một ngăn được. Đó. Xong rồi đến khoảng tầm khoảng 4 tháng là bắt đầu chúng ta tách ra mỗi con một chuồng đơn. Thì duy trì những cái chế độ ăn giàu đạm, đặc biệt là các loại cá sống là rất là cần thiết, giúp cho con tròn nó sẽ năng động hơn. Đó. Chứ còn nếu như khi chúng ta mà cho ăn chuối nhiều quá đó thì rõ ràng là đến một lúc nào đó nó phát triển nó phì ra và tích mỡ, thì con tròn nó lại có xu hướng nó hoạt động chậm chạp lại. Đó, có những con ấy nó lười vận động, khi mà ăn xong là nó bắt đầu nó nằm, đến khi nào ăn thì nó lại dậy thôi. Thì đấy là những con mà sau này đấy là thường nó sẽ rất là mập. Mà khi mà đã mập rồi ấy, chúng ta giảm béo đi ấy, là rất là khó, rất là lâu. Đấy, còn có những trường hợp mà bà con cho nó ăn rồi bà con vẫn thấy nó đòi, rồi bắt đầu chúng ta lại cho nữa, cảm thấy thương nữa. Thì như vậy là đến một giai đoạn nào đó chúng ta không kiểm soát được và nó tăng cân, tăng ký lên thì chúng ta khó giảm. Mà cái con tròn mà đã tăng cân như vậy ấy, thì cái chất lượng lên giống của nó kém đi rất là nhiều. Ở đây ấy, Tuấn có một cái anh ở Bến Tre đã cũng mua mua tròn của Tuấn, nhưng mà khi mà
Anh nói là con tròn ăn ăn tôm càng xanh này, rồi ăn thịt bò này, rồi ăn hột vịt lộn luộc này liên tục như vậy. Thì bắt đầu mình mới giật mình. Và cũng cái dịp sau đó anh bắt thêm đợt hai thì đi sang để nhìn những cái con tròn đó nó tròn xoe như là một con heo. Thì lúc đó là Tuấn đã góp ý rồi. Và trong quá trình nuôi thực sự là mình theo về kỹ thuật mà. Cho nên là đến lần thứ ba sang nhà anh thì những cái góp ý của mình không được thay đổi, anh vẫn tiếp tục cho ăn chuối nhiều, còn nhiều khi sang là còn cho ăn xoài ngọt vào cái dĩa đựng rất là ngon, cho ăn một con tính ra phải hai con ăn mới hết. Thế thì chế độ ăn như vậy mà mình góp ý anh ấy cũng không để ý nữa, cho nên cuối cùng là gì, 2 năm mấy rồi con tròn cứ tròn xoe đó và đến bây giờ là chưa có kết quả gì về sinh sản. Thế mình nói là bây giờ nếu mà góp ý mà anh không nghe nữa thì thôi là em sẽ không góp ý nữa. Đó. Nên là bà con thấy là khi mà chúng ta chăm con tròn đấy, chế độ dinh dưỡng cũng rất là quan trọng, nhưng mà ở đây không phải là cái điều mà chúng ta cứ cho ăn nhiều là nó đủ chất đâu, không phải như vậy. Trong cái giai đoạn tuổi vàng đấy, từ 3 đến 6 tháng đấy, là chúng ta phải để ý cái loại thức ăn nào nó giàu đạm. Đó. Giàu sắt, giàu canxi. Còn nhiều khi mà ăn đôi khi chúng ta phải trộn thêm men tiêu hóa, thì trong đó các cái vitamin tổng hợp nhóm B này, D, E đó, rồi canxi thì làm cho cái con tròn nó phát triển tốt hơn này, bộ lông nó đẹp hơn, đen óng đó, thân hình phát triển cân đối và nhanh nhẹn. Đấy là những cái con tròn mà đem lại những cái kết quả rất là tốt. Thì những cái con như này á, thì chúng ta thấy là nó nhanh nhẹn hoạt bát, thì khi mà chúng ta cho ăn ấy, chúng ta cũng cảm rất là thích và tốc độ nó lớn sẽ nhanh hơn. À, đôi khi ấy, nó không phải là với vấn đề đây là giống to giống nhỏ nhé, bà con cứ cho ăn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng đó thì con tròn nó phát triển rất là vượt trội. Còn đôi khi mà ví dụ như là chúng ta nói là con tròn giống to nhưng mà chế độ dinh dưỡng nghèo nàn hoặc là không đủ chất ấy, thì cũng không bao giờ nó phát triển được. Mà có phát triển đi thêm chăng nữa thì nó cũng không đáp ứng được cho có quá trình mà lên giống sinh sản. Thì mới đây thì Tuấn cũng sang bên Tiền Giang đấy, cũng có một cái em đó nuôi ba con, mua đâu về ba con tròn, nhưng mà nhìn rất là xấu xí, mặt mũi không có cảm tình. Cái thứ hai nữa là nuôi 2 năm rồi là nó rụng hết lông từ từ ngực xuống đến đuôi, mà bạn ấy không không biết là nó lý do tại sao đó. Ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta cho ăn sống thì định kỳ 1 năm á, chúng ta phải tẩy giun sán cho nó ít nhất là 2 lần, còn thường ấy, tốt nhất là phải 3 lần trong 1 năm thì như vậy mới đảm bảo, đúng không? Chứ còn nhiều khi ấy, chúng ta thấy là gì, con tròn nó bị rụng lông, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng nó bị viêm da hay là ghẻ lở, nhưng mà không phải. Cái nguyên nhân đây chính là nhiễm sán đó. Cho nên là chúng ta thấy nuôi con tròn càng ngày nó càng rút đi, nó không phát triển được. Bởi vì khi mà ăn vào thì tất cả những cái dinh dưỡng đó là con sán, con giun nó hút hết rồi, đúng không ạ? Con giun ở trong con tròn thì bà con nào có để ý đấy, nó như con giun đất luôn, nó rất là đỏ. Đấy, thế này, đối với giun thì chúng ta có thể là xỏ 1-2 lần thì hết, bởi vì nó nằm ở trong đường ruột này, đó, rồi trong dạ dày. Thế còn sán thì nó sống bằng đường máu mà. Cho nên là phải khi mà điều trị nó phải tốn kém ít nhất là 15 đến 20 ngày đó, thì mới điều trị tận gốc được. Thế cho nên là chúng ta thấy là gì, nuôi con tròn đó thì cái kỹ thuật là rất là quan trọng, và đặc biệt ở cái giai đoạn tuổi vàng này chúng ta phải để ý nó và chăm sóc nó để cho nó phát triển tốt hơn, bứt phá trong cái giai đoạn này. Nên là bà con lưu ý nha, tròn ở giai đoạn từ 3 đến 5 tháng tuổi là giai đoạn tuổi vàng đó, chúng ta phải bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất kèm theo cái bữa ăn giàu đạm và tươi sống đó. Thì video này xin được kết thúc ở đây nha, hẹn gặp lại bà con trong các cái video sau.